mặc dù mục đích cuối cùng của các khách hàng khi định cư canada là trở thành công dân nhưng nhiều người nhập cư vào đất nước này vẫn muốn có hai quốc tịch để duy trì các quyền lợi của công dân tại quốc gia của họ vậy canada có công nhận hai quốc tịch không cùng mình tìm hiểu nhé khả năng trở thành công dân hai quốc gia của người nhập cư chủ yếu phụ thuộc vào các quy tắc và quy định do chính phủ quốc gia của họ thiết lập nói cách khác mặc dù canada cho phép công dân nước ngoài giữ nguyên quốc tịch ban đầu khi nhập quốc tịch tại đây nhưng người nhập cư canada chỉ có thể trở thành công dân hai quốc gia nếu quốc gia xuất xứ của họ cũng cho phép do đó những người nhập cư muốn xin quốc tịch canada nên tham khảo các quy định và luật lệ của quốc gia mình trước để hiểu đầy đủ về những gì sẽ xảy ra với tình trạng quốc tịch hiện tại của họ nếu họ trở thành công dân canada có nhiều lý do khiến người nhập cư canada muốn duy trì quyền công dân hai quốc gia sau khi trở thành công dân canada bao gồm khả năng sở hữu hai hộ chiếu cùng lúc khả năng duy trì đủ điều kiện các quyền và chương trình dành cho công dân của cả hai quốc gia việc đi lại đơn giản giữa hai quốc gia